Anh làm xong cái nhà tắm rồi này. Tắm đi cho mát, hôm nay đi làm rồi. Món xong em cũng ăn đi em. Mặt cho con đi. Các thủ có thể để xa hơn nè. Có thể nằm đi. Có thể lại thử nằm đi. Để mặt đi con. Rồi rồi, đi con. Let's have a minute. Sạch quá nha. Mát rồi. Không thích nhiệt không đất mà. Rồi. Anh đi ta lên đi chứ.
55.000 rồi.
mà quay họ mang. Nhấc chân lên nha bên nha. Thì họ mang vậy. Em về rồi à? Em về rồi à? Mệt không? Tại hôm nay anh làm được cái nhà tắm kìa. Anh làm xong cái nhà tắm rồi này. Cái nhà lá vườn một tí.
Đây là cái nhanh chứ. Ừ, nhanh cơ mà, cái này dễ hơn. Đây đi. Ba nhãn mà thôi. Con ngoan mà. Em làm gì? Ừ, mẹ về rồi đấy. Đeo. Ngủ bếp. Con ấy nhỉ, đúng không? Con nhé, con đi về đi. Em nhặt rau xong thì em tắm đi cho mát. Hôm nay đi làm rồi. Anh nấu ăn thôi. Đây là chồng con đây. Đã nấu rồi. Mua ăn cơm nào. Đây
cơm đi em. Con ăn thịt nhá. Để thịt đấy, em bán. Lấy cái thịt đó. Ăn đi con, ăn ngoan đi. Ăn nhiều vào. Bón xong em cũng ăn đi em.